Hồi ức Võ Lâm, khai tân huyền thoại, máy chủ mới Đại Phật Sơn, tái hiện lại phiên bản mà nhà phát hành chính thống đã bỏ quên, một phiên bản mà 3 năm trước đã từng hô phong hoán vũ trên toàn cõi Võ Lâm, nơi đã từng tập trung 12 đại bang lớn nhất thế giới Võ Lâm, với những tên tuổi lẫy lừng như Hạo Thiên, Thích, Ăn Chơi, vân vân. Một lần nữa, team Võ Lâm Công Thành Chiến sẽ remaster lại phiên bản hay nhất của Võ Lâm truyền kỳ, một phiên bản lấy cảm hứng từ máy chủ Đại Phật Sơn của 3 năm trước, tái hiện lại lối chơi một ạc đặc sản của Công Thành Chiến xưa, với tiêu chí sẽ tạo dựng ra một sân chơi tốt nhất để phục vụ quý chủ vị. Máy chủ sức chứa 15.000 account cực khủng, áp dụng công nghệ tiên tiến bậc nhất, đội ngũ support kinh nghiệm chuyên sâu bài bản, marketing được đầu tư khủng nhất từ trước đến nay, lối chơi bám sát nguyên tắc nhưng vẫn đầy đủ thú vị với những tính năng độc quyền, giải đánh lớn được tổ chức thường xuyên với những phần thưởng cực kỳ giá trị.